Dạ, Thế An xin chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Nay là ngày 24 tháng 4 năm 2024 nha. Em có về mấy cái dòng điện thoại Samsung, iPhone, Apple 13 Pro Max, 14 Pro Max, 12 Pro Max. Tất cả các dòng nha. Tầm giá 4-500 tới 2 triệu hay được triệu mấy đổi lại tùy khách mua nha. Máy tính bảng luôn nha, xài SIM không xài SIM nha cả nhà. Bây giờ em sẽ test máy, báo giá từ cái điện thoại và máy tính bảng của anh chị xem như thế nào, chốt liên hệ với em nha. Chiều tầm 4:30 5 giờ em bán sau lưng sân động nha. Em bán tới 8 giờ em về. Ship có ship toàn quốc nha, miền Tây, miền Nam, miền Trung, miền Bắc em ship hết. Nói chung khách mua là em ship nha. Miền Tây thì hôm nay ship, ngày mai tới, miền Bắc là 3 ngày em nha. Nói chung là khách mua là em nhận cọc, em nhận đơn là em ship hàng liền cho khách. Em tranh cò thủ cho khách được nhận hàng lẻ. Em mới ra máy lẻ nha. Rồi bây giờ em sẽ test máy nha cả nhà. Rồi em chỉ review sơ lược thôi nha, rồi bắt đầu em mới vô chi tiết máy nha. Rồi em về A71 luôn nha cả nhà. A71 128 GB màn hình 6.7 nha. Rồi A21S nữa nè. Nói chung là 128 GB nha. 128 GB RAM 6, RAM 8 128 GB, 256 GB, giá 4-500 tới 2 triệu, 2 triệu mấy đổ lại nha. A51 nha. Rồi em test máy nha cả nhà. Em có mấy máy tính bảng, em review máy tính bảng trước. Rồi, máy tính bảng nha cả nhà. A54 nha. A54. Không chạy sức nhiều nha. Mặt kính trước và mặt sau nha cả nhà. Không xài sim nha. A54 không xài sim. Không xài sim 16 GB thì không xài sim 16 GB thì giá là 1 triệu 400 ngàn cho các anh chị nha. Full chức năng nha, em test. Nói chung máy trước lúc nhập về em đã test ok nghiêm chỉnh cho các anh chị nha. Camera trước, camera sau, cảm ứng lo, YouTube này em cũng tải sẵn hết cả các ứng dụng của các anh chị là Zalo, Facebook, YouTube, TikTok nha. iPad 4 không xài sim 1.400.000 nha, còn xài sim là 1.500.000, nó chênh lệch nhau 100.000 nha cả nhà. iPad 4 nha, 10 inch nha cả nhà. Bên em bán hàng là cho xem hàng trước lúc nhận hàng, tình trạng sau báo nha cả nhà. Còn shipper không cho xem hàng thì có anh chị cứ liên hệ với em nha, em sẽ kêu shipper cho xem hàng đàng hoàng, hàng y hình y video, không bao giờ ship hàng tầm bậy cho khách nha. Rồi cây này iPad 4 luôn, 32 GB, 32 GB không xài sim thì 1.500.000 nha, còn xài sim thì 1.600.000 cho các anh chị luôn. Máy sạch không dính tài khoản nha, tất cả các dòng iPhone, iPhone trái táo của em là bán rồi cho các anh chị là máy sạch không dính tài khoản nha. Còn ví dụ mình mua iPad ra về trái táo về, hoặc là Samsung cái dòng mà trái táo á, iPhone á, là của anh chị mình không biết xử lý á, không biết vô ứng dụng hay là nó kêu đăng nhập gì, cứ liên hệ với em cho nhân viên hỗ trợ nha. Nói chung là em bán máy của anh chị á, ship tới chỗ, tại vì khách toàn ở xa, mà có gì thì em hỗ trợ qua Zalo cho của anh chị ha, hỗ trợ từ A đến Z cho của anh chị. Rồi cây này 32 GB không xài sim, 1.500.000 cho của anh chị nha. Máy đẹp trên 80%, 90% nha. Rồi tiếp theo mini nha cả nhà, iPad mini 1 nha, màn hình 8 inch. Hồi nãy giờ em review iPad 4 là 10 inch nha, cây này là 8 inch nè, nó ghi trên đây không xài sim là xài sim á nha cả nhà. Màn hình 8 inch, em cũng tải sẵn tất cả các ứng dụng của anh chị Zalo, Facebook, YouTube, TikTok. Mình nhận máy mình về mình không biết cách xử lý thì cứ liên hệ với em nha, em hỗ trợ nha, em sẽ hỗ trợ qua Zalo cho các anh chị. Còn khách nào mình không biết tải ứng dụng thì đa phần máy nhiều khi Samsung, iPhone, Apple thì em không tải sẵn, hoặc là em không có để tài khoản thì mình về mình coi YouTube không được. Thì có anh chị nào không biết tạo tài khoản thì cứ trước lúc mua máy em ship đi thì nói con ơi sẽ tạo tài khoản cho chú để chú coi YouTube hoặc tải tất cả các ứng dụng cho chú gì về xài thôi. Thì em sẽ tải sẵn cho khách, có nhiều khách á, em tạo tài khoản vô thì người ta biết xài thì người ta sẽ xóa tài khoản. Cho nên nói chung là cô bác anh chị mua hàng của Thế An TV không biết xử lý máy thì cứ liên hệ với em sẽ hỗ trợ từ A đến Z ha. Rồi cái này là giá là xài sim 1.100.000 cho cô anh chị nha, iPad mini 1 full chức năng luôn nha. Rồi em có một cây không xài sim nha, một cây xong rồi xài sim. Nói chung máy tính bảng lúc này em cũng có sẵn để bán cho cô anh chị nha, lúc này cũng dự trữ để em bán, máy tính bảng em bán được nên lúc nào cũng dự trữ hết. Với lại pin nó pin con trâu lắm cả nhà, mình hát karaoke tầm 6-7 tiếng đồng hồ là hát suốt luôn nha, không xài dục đó một tuần lễ 10 bữa thì nó chỉ giật 20-30% pin thôi. Cái vấn đề pin của anh chị có lo nha, em bán máy cho của anh chị là quan trọng nhất là màn hình và pin ha. Rồi cây này không xài sim giá 1 triệu nha, iPad mini 1 giá 1 triệu không xài sim, màn hình 8 inch đẹp trên 90%. Rồi tiếp theo